chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được kênh Bóng Đá 365 cập nhật mỗi ngày. Sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin sáng hôm nay 16 tháng 10, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những tin chính nổi bật sau đây. Trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ngày 19 tháng 11 sẽ là chung kết của bảng G. Chỉ khi Việt Nam và Thái Lan cùng có được 3 điểm trong ngày hôm qua, bình luận viên Vũ Quang Huy một lần nữa nhận định Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất của Việt Nam ở bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nhắc lại về chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách của tuyển Việt Nam, bình luận viên Quang Huy nói Indonesia đi xuống quá nhiều, họ mất đi vũ khí tinh thần vì không được thi đấu ở Jakarta nên đá nhạt. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thì quá lão luyện và bản lĩnh. Đúng như bình luận viên Quang Huy, tuyển Việt Nam dù đá trên sân khách và cần thắng, nhưng nhập cuộc rất bình tĩnh, ung dung khoan thai. Các học trò của ông Park tự tin cầm bóng, bật nhả như đá tập, bất chấp sự đeo bám đến quyết liệt của các cầu thủ Indonesia. Trái ngược với sự ung dung của tuyển Việt Nam, các cầu thủ Indonesia tỏ ra luống cuống trong tấn công lẫn phòng ngự. Những tình huống cố định hay phản công của tuyển Việt Nam luôn khiến khán giả Indonesia lo sợ. Nếu chắc chiêu hơn, Quang Hải và đồng đội có thể ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng. Để lại ấn tượng với bình luận viên Quang Huy ở trận đấu này chính là tiền vệ Hùng Dũng. Thực ra vai trò của Hùng Dũng ở các đội tuyển dưới thời ông Park đã thể hiện rõ từ thời ASEAN 18. Khi Dũng bị chấn thương về nước, ông Park đã bố trí đội hình theo kiểu liệu cơm gắp mắm, chứ không rõ ràng như vòng bảng. Hiện tại nếu Dũng khỏe mạnh thì ông Park sử dụng công thức Hùng Dũng cộng 1, không thể khác được. Cậu ấy có thể đá với Tuấn Anh, cũng hay mà Đức Huy cũng tốt. Đây là cầu thủ con thoi, công thủ toàn diện hay nhất Việt Nam hiện tại. Bên cạnh đó, bình luận viên Quang Huy nhắc nhẹ đội tuyển về sự tập trung ở cuối trận. Bàn thua có sự chủ quan của Quế Ngọc Hải, điều đó cần rút kinh nghiệm. Ngoài ra, Quang Huy hơi lo lắng về vị trí tiền đạo trung tâm của tuyển. Khả năng dứt điểm của các tiền đạo mà ông Park có trong tay đang thực sự đáng lo ngại. Rất may, huấn luyện viên Park là huấn luyện viên giỏi nên đã biến điểm yếu đó thành vũ khí mới. Ông Park thường bố trí những tiền vệ đá công như là Công Phượng, Quang Hải, đá tiền đạo hoặc chỉ đạo Tiến Linh, Anh Đức phá sức, lôi kéo hậu vệ đối phương. Điều này phát huy phần nào tác dụng. Tuy nhiên, ở những trận đấu với đối thủ ngang cơ như Thái Lan, việc ghi bàn của tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Trở lại với cục diện bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thì Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 sau Thái Lan. Đội vừa đánh bại UAE 2-1. UAE đang có dấu hiệu chững lại, trong khi đó Thái Lan trở lại vô cùng ấn tượng. Dưới thời huấn luyện viên Nishino, người Thái ổn định tâm lý, thể hiện được đúng năng lực của mình. Tôi có xem trận họ đá với UAE, họ tấn công biên rất hay. Với tình hình này, không loại trừ khả năng, trận Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình ngày 19 tháng 11 là chung kết bảng G, bình luận viên Quang Huy dự đoán. Huấn luyện viên Nishino, Thái Lan có thể vươn lên nhóm hàng đầu châu lục. Sau chiến thắng 2-1 của Thái Lan trước UAE, huấn luyện viên Akira Nishino tin rằng đội bóng của ông có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Huấn luyện viên Nishino mở đầu buổi trả lời họp báo với nụ cười. Kết quả này có phải là điều mọi người đang mong đợi không? Ông tiếp tục, các cầu thủ đã giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi đến chiến thắng. Hôm nay chúng tôi chơi tốt ngay từ phút đầu tiên, cả đội chơi mạnh mẽ hơn UAE ngay từ đầu. Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn trong trận đấu trên Thammasat. Terasin Dangda mở tỷ số trước khi Ali Mokhao gỡ hòa cho UAE. Sang hiệp 2, Ekanit Panja ghi bàn thắng quý giá ấn định tỷ số 2-1 cho Thái Lan. Kết quả giúp Thái Lan dẫn đầu bảng G. Tuy nhiên, ông tiết lộ bản thân chưa có những tính toán xa. Bây giờ chúng tôi mới chỉ đá 3 trận. Chúng tôi không muốn nghĩ quá xa. Giờ là lúc tập trung từng trận một. Trước UAE, chúng tôi đã đá với lối chơi mới và đã có tín hiệu tốt. Đây có thể là cách tiếp cận cho trận gặp Malaysia, ông Nishino nói. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật khẳng định Thái Lan sẵn sàng vươn lên nhóm đội hàng đầu châu lục. Chúng tôi có cảm giác đội bóng sẽ tiến vào những nhóm đội hàng đầu châu Á. Chúng tôi sẽ phải đoàn kết, điều quan trọng giúp Thái Lan cạnh tranh song phẳng được với các đội khác. Khi tôi có dẫn dắt Nhật Bản, UAE là một đối thủ đáng gờm. Các cầu thủ luôn phải nỗ lực khi gặp UAE. Hôm nay chúng tôi chứng minh Thái Lan hoàn toàn có cơ hội vươn tới đẳng cấp của Nhật Bản, ông khẳng định. Lời khẳng định của huấn luyện viên Nishino tự tin và đó không khác gì lời cảnh báo tới tuyển Việt Nam. Trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ngày 19 tháng 11 là chung kết của bảng G. Trong trận đấu diễn ra trước đó 30 phút, tuyển Việt Nam có thắng lợi 3-1 trước Indonesia. Kết quả này giúp Việt Nam bằng điểm Thái Lan nhưng xếp sau do kém hiệu số.
Cổ động viên Thái Lan chê chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia. Sau khi tuyển Thái Lan thắng UAE với tỷ số 2-1, cổ động viên của Voi Chiến bày tỏ thái độ ngạo mạn trên mạng xã hội. Trang mạng xã hội của tuyển Thái Lan đăng bảng xếp hạng bảng G. Sau đó, các cổ động viên của Voi Chiến bày tỏ sự vui mừng với chiến thắng trước UAE và ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, không ít cổ động viên hướng mũi dùi cà khịa tới tuyển Việt Nam khi thầy trò ông Park bằng điểm với Thái Lan nhưng xếp nhì bảng vì hiệu số. Tôi cho rằng Indonesia quá yếu thôi, tài khoản Takanit Bunvirija bình luận. Xin lỗi, tôi tưởng Messi đang đá cho Việt Nam cơ mà. Tài khoản Jonaja Rose châm chọc cùng bức ảnh số 8 Ekanit Panya của Thái Lan, người giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Trước đó, cổ động viên Thái Lan luôn châm chọc Công Phượng, cầu thủ được coi là Messi Việt Nam. Tài khoản Han thì quả quyết. Khoảng cách xích sao nhỉ, tôi muốn gặp Việt Nam ngay trận sau. Tài khoản Atapong Polert hạ thấp 7 điểm mà Việt Nam đang có. 7 điểm mà Thái Lan có bao gồm 3 điểm trước UAE, còn Việt Nam thì không. Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước UAE trên sân nhà Thammasat lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10. Terosin Dangda, Ekanit Panya là những người ghi bàn cho Voi Chiến. Đó là chiến thắng thứ hai của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Voi Chiến hòa Việt Nam không đều trong trận ra quân trước chiến thắng Indonesia 3-0 trên sân khách ở lượt trận thứ hai. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Akira Nishino tự tin với tập thể mình đang dẫn dắt. Chúng tôi có cảm giác đội bóng tiến vào nhóm đội hàng đầu châu Á. Chúng tôi phải đoàn kết. Điều quan trọng là giúp Thái Lan cạnh tranh song phẳng với các đội bóng khác. Khi tôi còn dẫn dắt Nhật Bản, UAE là đối thủ đáng gờm. Các cầu thủ luôn phải nỗ lực khi gặp UAE. Chúng tôi chứng minh Thái Lan hoàn toàn có cơ hội vươn tới đẳng cấp của Nhật Bản, ông khẳng định. Từ Việt Nam lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á. Chứng kiến từ Việt Nam thắng Indonesia 3-1, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng khẳng định đẳng cấp của thầy trò huấn luyện viên Park đang trên đỉnh Đông Nam Á. Bàn thắng của Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh giúp bóng đá Việt Nam xóa dấp 20 năm không thắng ở cấp độ đội tuyển. Sau Thái Lan, Malaysia và Philippines, huấn luyện viên Park đã giải mã Indonesia và có thể khiến đồng nghiệp Simon McManamy mất việc. Từ Việt Nam khẳng định vị thế ở Đông Nam Á. Trong một năm qua, tuyển Việt Nam hạ Philippines vào chung kết AFF Cup 2018, sau đó đánh bại Malaysia để vô địch. Thầy trò huấn luyện viên Park khiến Thái Lan ôm hận trên sân nhà của họ tại giải giao hữu King's Cup và vừa thắng thuyết phục Indonesia 3-1. Quốc Vượng không ngại khẳng định bóng đá Việt Nam giờ đây lên đỉnh khu vực. Trước khi huấn luyện viên Park giữ ghế, bóng đá Việt Nam tồn tại nhiều nỗi lo. Chúng ta ám ảnh khi nghĩ về Thái Lan và lo ngại cảnh tụt hậu so với Malaysia, Philippines hay Indonesia. Thế nhưng chỉ sau hơn một năm, tuyển bóng đá Việt Nam đánh bại tất cả khiến họ tâm phục khẩu phục. Sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam quá nhanh so với kỳ vọng. So với các đối thủ lớn tại Đông Nam Á, đội hình Việt Nam trẻ hơn nhưng đẳng cấp cao, bản lĩnh kinh nghiệm dày dặn. Bóng đá Việt Nam đang trên đỉnh Đông Nam Á, không ai có thể phủ nhận điều đó. Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng còn thời gian để phát triển nên tôi tin họ sẽ đưa bóng đá Việt Nam đến tầm châu Á. Cựu tuyển thủ Việt Nam tự hào. Về nguyên nhân dẫn đến sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam so với các đối thủ hàng đầu của khu vực, Quốc Vượng đánh giá Thái Lan, Indonesia không còn là chính mình, trong khi Malaysia, Philippines cũng bị chững lại. Ở thời điểm tôi còn thi đấu, cổ động viên Việt Nam có thể đọc đúng tên quá nửa cầu thủ trong đội hình Thái Lan, còn hiện tại chúng ta chỉ nhắc tới Chanathip và Dangda. Vấn đề của Thái Lan là sự kế thừa. Lứa cầu thủ hiện tại không nổi bật, Dangda đang xuống phong độ, nhưng Thái Lan không biết phải thay bằng ai. Với Indonesia, bê bối ngoài sân cỏ khiến đội tuyển này sa sút, Quốc Vượng phân tích. Malaysia có con người mới, huấn luyện viên mới, nhưng vẫn thiếu điều gì đó để tạo bước ngoặt thực sự. Sau 4 trận chạm trán Việt Nam dưới thời ông Park, Malaysia hòa 1 thua 3. Malaysia vẫn là chính họ, nhưng tuyển Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Philippines nuôi mộng bá chủ Đông Nam Á, song chính sách nhập tịch nửa mùa khiến đội tuyển này chỉ dừng ở mức là mối đe dọa. Cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An khẳng định không phải Thái Lan, vì Việt Nam giờ đây mới là đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á, có khả năng hướng tới mục tiêu xa hơn tại châu lục. Khác biệt từ tài năng của thầy Park. Phân tích thành công của bóng đá Việt Nam trong năm qua, Quốc Vượng cho biết sự xuất sắc của các cầu thủ là yếu tố đầu tiên. Họ trưởng thành trong môi trường bài bản hơn chúng tôi, được rèn luyện bản lĩnh rất nhiều. Trước đây tôi và đồng đội thỉnh thoảng được chơi 1-2 trận giao hữu quốc tế, còn bây giờ các em có sát thường xuyên nên đặc biệt bản lĩnh dù còn trẻ. Trong quá khứ, từ Việt Nam có những nhân tố xuất chúng như Hồng Sơn, Văn Quyến, Công Vinh, nhưng bây giờ là thế hệ vàng thực sự. 11 vị trí của tuyển Việt Nam hiện tại đều xuất sắc, kết hợp với hàng dự bị chất lượng.
Tuấn Anh không thi đấu cho Indonesia, song Đức Huy thay thế, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể đồng đều tạo nên đội bóng mạnh, cựu danh thủ gốc Nghệ An đưa ra quan điểm. Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn tự bị chỉ trích khi thất bại tại chiến dịch SEA Games 30. Vài tháng sau, chính những nhân tố này cùng U23 Việt Nam gây chấn động châu Á. Sau đó thành công của bóng đá Việt Nam tiếp nối đến Asian Games 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, giải giao hữu Kings Cup 2019 và đang chơi tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Sự khác biệt này mang đậm dấu ấn Park Hang-seo. Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ tuyệt vời, nhưng nhờ tài năng của ông Park phát huy tốt nhất khả năng. Dưới thời của ông Park, chúng ta không thể dự đoán chính xác đội hình xuất phát của Việt Nam. Đó là sự khác biệt so với thời Alfredo chỉ tập trung tấn công biên và Calisto dùng bóng dài. Thầy Park là huấn luyện viên có triết lý huấn luyện tốt nhất bóng đá Việt Nam từng sở hữu, Quốc Vượng ca ngợi. Nhờ thầy Park, tuyển thủ Việt Nam có nhiều bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Quế Ngọc Hải vượt lên những tai tiếng, trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự. Trọng Hoàng được kéo về đá hậu vệ trong sơ đồ 3-4-3 và tỏa sáng. Ý đài nghĩ viễn cảnh Tuấn Anh chơi tiền vệ phòng ngự của tuyển Việt Nam, song đã đang chấn thương. Huấn luyện viên Simon McManamy mới nhất bại trận dưới tay ông Park, đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Trước đó thì Akira Nishino, Tan Chen Ho, Seven Goran Eriksson chưa thể đánh bại ông thầy người Hàn. Kể cả đấu trường Asian Cup, các đội bóng lớn cũng vất vả khi mà đối đầu với chiến thuật của ông Park. Nếu ông Park còn tại vị lâu dài, Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu duy trì đà phát triển tốt, từ Việt Nam ngày càng trở thành thế lực châu Á không xa. Quốc Vượng kết luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được kênh bóng đá 365 cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.